Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ sau Tết, nhất là các mặt hàng thiết yếu, Bộ Công Thương vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước chủ động ra soát cung cầu hàng hóa, bảo đảm bình ổn thị trường sau dịp Tết Nguyên đán. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tương đối dồi dào, tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm tươi sống, trứng da cầm, gạo, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát, xăng dầu. Giá bán hàng bình ổn được các doanh nghiệp cam kết giữ ổn định và được niêm yết giá công khai. Hàng hóa trong chương trình bình ổn thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và có truy xuất được nguồn gốc rõ ràng. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân được lưu thông, phân phối tại 8.500 chợ, 1.084 siêu thị, khoảng 241 trung tâm thương mại và hàng nghìn cửa hàng tiện lợi trên cả nước. Hiện nhiều cơ sở kinh doanh đều có các chương trình khuyến mãi, giảm giá sau kỳ nghỉ Tết với mục đích kích cầu người tiêu dùng trong bối cảnh thu nhập của người dân bị giảm và dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.